Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Tây Hành Kỷ phần 5, Triệu Bát Giới đã được mời về thị trấn của dân làng làm khách. Nửa đêm đang ngủ thì hắn đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân. Cứ nghĩ rằng người ở đây không có ý tốt, chẳng lẽ ám hồn đã ra tay tới tận đây. Thế là hắn nhanh chóng cầm bồ cào xông ra ngoài, định đập cho bọn ám toán mình một trận. Nhưng sau khi đạp cửa ra ngoài thì mới nhìn thấy tình hình không đúng lắm. Người dân trong thị trấn đang mang rất nhiều hoa quả tới đây. Thôn trưởng cho biết bọn họ mang theo lễ vật tới đây để xin hắn đồng ý trợ giúp bọn họ, trở thành trấn yêu cho bọn họ. Trấn yêu trước đó tên là Linh Thố, vốn là yêu quái rất có uy danh ở vùng gần đây. Có sự bảo vệ của Linh Thố, bọn họ luôn được an ổn, không bị Sơn Yêu uy hiếp. Nhưng thái độ của Linh Thố gần đây rất khác thường, không quan tâm bọn họ nữa. Bọn họ phải có Trấn Yêu bảo vệ thì mới có thể sống sót được, cho nên mới cầu xin Chu Bát Giới đồng ý với thỉnh cầu này. Chu Bát Giới cực kỳ lưỡng lự, tất cả mọi người đều quỳ xuống cầu xin. Cảnh tượng này làm hắn cực kỳ phân vân. Bọn họ đã tin tưởng mình như vậy, hắn không thể phụ lòng được nên đã đồng ý làm Trấn Yêu và khẳng định có hắn ở đây thì sẽ đảm bảo bọn họ không bị chút tổn thương nào. Tối hôm đó, Chu Bát Giới bất ngờ gặp ác mộng. Đường Tam Tạng xuất hiện trong giấc mơ nhắc nhở hắn đã nghĩ kỹ chưa. Cho dù không muốn hộ tống Vĩnh Hằng Chi Hỏa nữa, vậy thì Trấn Yêu có phải là cuộc sống mà hắn muốn? Đã đồng ý thì phải làm được, nếu như không có quyết tâm đó thì đừng lừa gạt người khác. Ăn nói lung tung sẽ làm hại người khác, đây chính là trách nhiệm. Những lời này làm cho Bát Giới cực kỳ phân tâm, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì hơn ngoài việc trở thành Trấn Yêu nữa. Đột nhiên A Miêu đi tới đập cửa thông báo có chuyện gấp, hóa ra là Trấn Yêu Linh Thố đã trở lại. Thế là Chữ Bát Giới lập tức ra ngoài đối đáp với tên kia. Biết được thị trấn đã có người mới, tên kia cực kỳ buồn bã. Hắn ta đã bảo vệ người dân trong thị trấn cả đời. Vậy mà bọn họ không hề thông báo một tiếng nào, đã đuổi mình ra ngoài. Chữ Bát Giới lập tức tỏ thái độ cứng rắn. Sao đây, muốn đánh nhau sao? Hắn ta vội vàng giải thích mình đến không có ác ý, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị người dân đuổi đi. Thế là Linh Thố đành phải chấp nhận bị vứt bỏ. Hắn nhắc nhở Chữ Bát Giới rằng cho dù có nỗ lực tới đâu thì khi Trấn Yêu ra rồi vẫn sẽ bị bọn họ vứt bỏ thôi. Nhưng làm Trấn Yêu thì hắn đành phải dùng cả đời mình để thực hiện trách nhiệm. Nói xong liền mang theo đống cà rốt rời đi. Những lời này làm cho Bát Giới phải trầm tư suy nghĩ. Thôn trưởng thấy vậy liền nghĩ mọi biện pháp giữ chân hắn lại. Ông nghĩ ra một biện pháp, đó là sử dụng mỹ nhân kế để cho A Miêu kết thân với Bát Giới. Dù rất không muốn nhưng A Miêu vẫn phải cố gắng thực hiện. Với tính háo sắc của mình, hắn ta nhanh chóng bị trúng chiêu. Thế là giấc mơ về một gia đình hạnh phúc đã đập tan mọi nghi ngờ và lo lắng trước kia. Bởi vì đã có Trấn Yêu mới nên người dân trong thôn cũng tháo rào chắn xuống. Như vậy thương hội và mọi người xuất hành sẽ càng thêm thuận tiện. Nhưng rào chắn mới được gỡ bỏ được vài phút thì đám Sơn Yêu lại tìm tới cửa. Người dân hoảng loạn chạy vào trong nhà để lẩn trốn. Chữ Bát Giới lấy ra bồ cào đập cho cả đám sấp mặt. Nhưng vì bọn chúng quá đông, một tên cầm chân Bát Giới lại, những tên khác thì tranh thủ cướp bóc. Nhưng đối mặt với một đám tôm tép này, hắn chẳng mất quá nhiều sức lực. Lão đại đám Sơn Yêu bị ăn hành ngập mồm bỏ chạy, thế là những tên đàn em khác cũng phải chạy để giữ mạng. Được biết, tần suất Sơn Yêu quấy nhiễu cũng rất thường xuyên xảy ra. Vậy nhưng tổn thất hôm nay đã ít đi rất nhiều so với trước kia. Tối hôm đó, Bát Giới không ngủ được, trong lòng hắn vẫn rất phân vân. Một bên suy nghĩ là sống an nhàn bảo vệ người dân cả đời, một bên là đi phiêu bạt giữa trần thế. Suy nghĩ một lúc thì hắn cũng quyết định mang theo hành lý rời đi. Hắn dự định đi tìm Linh Thố để gọi tên kia trở về bảo vệ người dân. Cuối cùng cũng tìm được Linh Thố, bộ dạng hắn cực kỳ buồn bã, đống cả rốt vứt rời vãi xuống đất. Chữ Bát Giới đồng lòng thương xót và tỏ ý muốn hắn quay về bảo vệ người dân. Nói xong liền rời đi, nhưng đi được một đoạn thì hắn lại thấy có gì đó không đúng. Linh Thố vốn là yêu quái ăn chay, nhưng bàn nãy lại vứt cả rốt khắp nơi, như vậy chứng tỏ tên kia đã thay đổi rồi. Chữ Bát Giới lập tức chạy về thị trấn, nhưng vừa đến nơi thì cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Một vài cái xác đang nằm trên vũng máu, hung thủ làm chuyện này chính là Linh Thố. Hắn ta đã bị sa đọa, chuyển sang ăn thịt người. Chữ Bát Giới cực kỳ phẫn nộ, nhưng tên kia lại không quan tâm. Gánh vác trách nhiệm Trấn Yêu lại tự mình chạy trốn. Hơn nữa, chính Bát Giới là người đã bảo hắn ta quay về đây. Bát Giới cầm bồ cào lao lên tấn công, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị môi trưởng đánh bay đi. Tên kia tiếp tục làm thịt thôn trưởng, điều này hoàn toàn chọc giận tới Bát Giới. Hắn biến hình rồi xông lên đập cho tên kia một trận. Thực lực Linh Thố bây giờ đã khác xưa, hắn ta dễ dàng đánh trọng thương Bát Giới. Nhưng vị Chu Yêu lại không phải dạng tầm thường, trong các đối thủ mà Bát Giới gặp phải, tên này chẳng là gì cả. Sau khi nghiêm túc chiến đấu, Linh Thố lập tức bị đập cho sấp mặt. Dù hung thủ đã bị tiêu diệt, nhưng A Miêu lại cực kỳ phẫn nộ bởi vì hắn mà bé gái nàng thừa nhất đã bị ăn thịt. Nàng dùng hơi thở cuối cùng nguyền rủa hắn cả đời không được an bình.
Những người dân khác cũng phẫn nộ, họ cầm đá lên xua đuổi. Chú Bát Giới mang theo tâm trạng hối hận chạy ra ngoài, bởi chạy vừa tự trách bản thân hèn nhát, luôn kiếm cớ chạy trốn. Trước đó bỏ lại Bạch Lang và Tiểu Vũ, bây giờ bỏ lại thị trấn. Bạn ấy bị A Miêu nguyền rủa nên lòng bàn tay hắn xuất hiện một hình thù kỳ lạ. Trở lại với hai người Bạch Lang và Tiểu Vũ, Bạch Lang nằm mơ lại những chuyện đã xảy ra. Dục vọng muốn bảo vệ Tiểu Vũ làm cho hắn càng thêm áp lực. Sau khi tỉnh dậy, lại không nhìn thấy Tiểu Vũ ở đâu, tưởng là nàng ta đã bị yêu quái mang đi. Bạch Lang cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng, bởi vì không có thực lực nên mới để cho kết quả ngày hôm nay. Bạch Lang trở nên mất lý trí, chỉ cần mạnh lên là sẽ có thể bảo vệ Tiểu Vũ. Thế là cậu muốn bất chấp mọi giá để mạnh lên. Vì điều này mà lực lượng ám hồn đã có cơ hội xâm nhập vào cơ thể Bạch Lang. Cũng may những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cậu được Tiểu Vũ gọi tỉnh dậy kịp thời nên chưa hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Thấy bàn tay và một phần cơ thể đã bị biến đổi, Bạch Lang cực kỳ hoảng hốt. Nhờ có sự an ủi của Tiểu Vũ nên cậu ta đã lấy lại được lý trí. Ngay sau đó, tên hổ yêu nhất hổ cũng tìm tới nơi. Hắn tuyên bố nơi này là địa bàn đi săn của mình, người tiến vào đều sẽ bị làm thịt. Quy tắc của xâm lâm là mạnh được yếu thua, thế là hắn lập tức lao lên. Bạch Lang còn chưa kịp làm chuyện gì thì đã bị đánh bay đi. Nhìn thấy Tiểu Vũ sắp bị làm thịt, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi xông lên ngăn cản nhất hổ. Hai người tấn công kịch liệt. Mỗi một chiêu thức của nhất hổ đều cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Lang liên tục ăn đòn. Bởi vì hồn phách thuần khiết của long nhân và ám hồn không thể cùng tồn tại nên Bạch Lang không thể sử dụng được long hồn để chiến đấu. Dù đã rất cố gắng nhưng sức chiến đấu của tên kia quá mạnh, Bạch Lang liên tục bị đánh lui về sau. Cậu cảm thấy tên này rất quen thuộc, hai bên cứ liên tục ăn miếng trả miếng. Bạch Lang bị lép vế hoàn toàn, những đòn đánh khiến cậu nhớ lại, hóa ra năm đó Bạch Lang và Nhất Hổ đã từng chạm trán nhau. Lúc đó Nhất Hổ đã giết chết một cô bé tên là Thành Nhi, thời gian đã trôi qua 16 năm rồi, hắn và Nhất Hổ đều tu thành hình người, bây giờ lại có cơ hội gặp lại nhau. Tên kia định ra đòn kết liễu Bạch Lang thì bất ngờ bị nhiều rễ cây khống chế, người làm điều này là thổ địa. Hồn phách của thổ địa này lại chính là Thành Nhi. Năm đó cậu cứu cô bé, bây giờ cô bé muốn báo đáp ân tình này. Nhưng hai người chưa kịp trò chuyện được vài lời thì Nhất Hổ đã phản công thoát ra, sau đó tung một đấm vỡ luôn đầu thổ địa, hồn phách của Thanh Nhi cũng bị tiêu diệt. Điều này làm cho Bạch Lang cực kỳ phẫn nộ, cậu xông lên tặng cho hắn ta một chảo vào người khiến hắn nằm đau đớn. Bạch Lang bộc phát lực lượng, sức mạnh long hồn hoàn toàn được thức tỉnh, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần, bây giờ chiêu thức của cậu đều vô cùng sắc bén. Nếu chẳng may bị chém trúng thì cơ thể chắc chắn sẽ bị chia ra thành nhiều phần. Nhất Hổ bị ăn hành ngập mồm, hắn nhanh trí chọn cách bỏ chạy để giữ mạng. Do cơ thể bị thương quá nặng, Nhất Hổ nhanh chóng ngã xuống. Đột nhiên có mấy con giun yêu khổng lồ nhô lên từ dưới mặt đất. Bọn họ định làm thịt Nhất Hổ, nhưng hắn ta vẫn chưa chết. Hắn lập tức vùng dậy giết chết đám yêu quái này, sau đó ăn thịt bọn chúng. Sau khi ăn no bụng, thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn, thực lực cũng đã mạnh hơn trước. Bạch Lang dù có chạy thì cũng không thoát được sự truy sát của tên này. Cậu và hắn đã có thù hận nên nhất định phải có một kết thúc. Đúng như những gì đã dự đoán, Nhất Hổ rất nhanh đã đuổi tới. Bạch Lang lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tốc độ của tên này quá nhanh, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn một đấm vào mặt. Hắn ta lớn tiếng tuyên bố đây chính là ăn miếng trả miếng. Bạch Lang không chịu thua, cậu bộc phát sức mạnh rồi xông lên đánh cận chiến. Tuy nhiên, sức mạnh của Nhất Hổ bây giờ đã khác xưa. Hắn dễ dàng bón hành cho Bạch Lang. Hết so đầu mỏng vuốt, hai người lại so xem đầu ai cứng hơn. Bạch Lang bị hắn đập đầu bay ra xa nằm ngã ngửa. Hắn chậm rãi tiến lại gần giải thích nguyên nhân, hắn trở nên mạnh hơn, đó là sức mạnh ám hồn đến từ giết chóc. Giết vàn thịt càng nhiều thì sức mạnh càng mạnh. Sau khi ăn thịt hai người này thì hắn ta lại càng mạnh hơn nữa. Nhân cơ hội tên này đang đắc ý, Tiểu Vũ đã cầm cục gậy toi trà bá đập cho hắn sấp mặt. Hắn tức giận mắng chửi, lời xúc phạm khiến Tiểu Vũ tức giận. Thế là cô nàng cầm gậy đập cho Nhất Hổ sấp mặt. Bình thường mạnh mẽ vô cùng nhưng bây giờ hắn lại yếu đuối đến khó tin. Nguyên nhân là vĩnh hằng chi hỏa có thể áp chế sức mạnh của ám hồn. Cơ thể Nhất Hổ giống như bị tê liệt. Thế là hắn nhanh chóng bị Bạch Lang bón hành cho ngập mồm. Cảm thấy lần này khó giải quyết rồi, Nhất Hổ đành phải chuyển sang kế đánh hội đồng. Hắn gọi ra đám yêu quái, bọn họ là huyễn trùng dưới mặt đất. Bộ dạng con giun siêu to khổng lồ, chuyên ăn thức ăn thối sữa. Bọn họ đã bị mùi máu thu hút tới đây. Bạch Lang và Tiểu Vũ nhanh chóng bị bao vây. Đúng lúc đang gay cấn thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!